Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua thì fanpage chính thức của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đưa ra một thông điệp. Họ sẽ chơi một trận đấu tất tay trong ngày tiếp đón VKMX Bình Dương trên sân vận động Hạng Đẫy, trên sân vận động Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của Night World League 1 2023. Đó cũng sẽ là một điều dễ hiểu khi mà cả hai đội bóng đều đang nằm ở nửa dưới của bảng xếp hạng cho đến lúc này và đều đang hướng tới một chiến thắng. 3 điểm sẽ giúp cho cả hai đội bóng cải thiện được vị trí trước khi giải đấu một lần nữa tạm nghỉ và cũng như mang tới cho họ một cú hích trước khi giai đoạn đầu của mùa giải khép lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với sân vận động Hà Tĩnh trong những diễn biến tiếp theo vòng 7 của Night World League 1 2023. Kính thưa quý vị, về dự khán trận đấu ngày hôm nay trên sân vận động Hà Tĩnh, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Về phía lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban Tổ chức giải, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2023. Về phía lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Bùi Xuân Thập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp tại địa phương. Về phía lãnh đạo của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, Chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam, Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau đây kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý đứng dậy làm lễ chào cờ. Xin cảm ơn, kính mời quý vị. Chắc chắn đây sẽ là một trong những trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại vòng 7 của Night World V-League 1 2023. Hãy bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay từ phía đội khách BKMX Bình Dương. Cho đến lúc này, họ vẫn chưa có được một chiến thắng nào tại Night World V-League 1 2023. Sau 6 vòng đấu đã qua thì Bình Dương không thắng một trận nào. Họ đã có được 3 trận hòa và 3 trận thua. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là trọng tài Hoàng Ngọc Hà, cùng với đó là các trợ lý Đặng Thế Vinh và Phạm Phú Hưng. Trọng tài thứ tư của trận đấu đó là ông Nguyễn Trung Kiên. Ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với đội hình ra sân của cả hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay. Người sẽ đeo chiếc băng đội trưởng của đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay đó là Đinh Thanh Trung. Các cầu thủ sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bao gồm Paulo Pinto, Diallo, Abdoulaye. Ở phía sau là Nguyễn Trung Học, Bùi Văn Đức, Trần Văn Công, Nguyễn Xuân Hùng, Vũ Viết Triều, Gian Clesio và Nguyễn Ngọc Thắng. Dương Quang Tuấn vẫn là người sẽ gác đền cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu ngày hôm nay. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đó là ông Nguyễn Thành Công. Người sẽ đeo chiếc băng đội trưởng của câu lạc bộ BKMX Bình Dương trong trận đấu ngày hôm nay vẫn sẽ là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. 11 cái tên được góp mặt trong đội hình xuất phát bên phía đội bóng BKMX Bình Dương. Đó sẽ là những cầu thủ
số 3 Thanh Thảo, số 4 Thành Lộc, số 5 Ndiaye Oliver, số 8 Moses Oloya, số 9 Rimario, số 11 Bùi Vĩ Hào, số 16 Nguyễn Trần Việt Cường, số 20 Tuấn Cảnh, số 22 Tiến Linh, số 25 thủ môn Trần Minh Toàn và số 39 Trần Trung Hiếu Kizito. Sức khỏe là thứ không thể thiếu trên hành trình thực hiện ước mơ và làm chủ cuộc sống của chúng ta. Được trồng hoàn toàn tự nhiên dưới tán rừng nguyên sinh trên đỉnh núi Ngọc Linh, kết hợp với y khoa hiện đại và y học cổ truyền để được chiết xuất từ những củ sâm Ngọc Linh trên 10 năm tuổi với hàm lượng dược tính dồi dào. Sâm Ngọc Linh Con Tâm K5 là vị thuốc bổ từ thiên nhiên đem đến những công dụng tuyệt vời, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa ung thư, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào gan, giải độc gan, giảm stress, cải thiện trí nhớ. Sâm Ngọc Linh Con Tâm K5, món quà sức khỏe cho bạn bè, đối tác và gia đình bạn. Và như vậy là các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 7 của Night World V-League 1 2023. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, BKMX Bình Dương. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên từ trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Trong hiệp 1 này thì đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bảo vệ phần sân phía bên trái của màn hình quý vị và các bạn. Trở lại với câu chuyện về việc BKMX Bình Dương mới chỉ có được 3 trận đấu hòa và 3 trận đấu để thua sau 6 vòng đấu đã qua, khiến cho họ đang nằm ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Trước khi trận đấu này diễn ra thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Công bên phía đội chủ nhà vẫn đánh giá cao lực lượng mà BKMX Bình Dương đang nắm giữ. Ông đánh giá rằng lực lượng của BKMX Bình Dương không hề yếu một chút nào cả. Và khi mà họ vào đà và có được sự bắt nhịp tốt hơn thì BKMX Bình Dương vẫn là một trong những đội bóng đáng gờm tại Night World V-League 1 2023. Ở bên phía đối diện thì huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò chắc chắn đặt mục tiêu cao nhất là tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở sân chơi Night World V-League 1 2023 này. Sau 6 vòng đấu đầu tiên thì BKMX Bình Dương cùng với đó là SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An là 3 đội bóng vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Tuy nhiên trong trận đấu sớm tại vòng đấu thứ 7 thì Sông Lam Nghệ An đã có được chiến thắng trước các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Chiến thắng này cũng khiến cho BKMX Bình Dương bị rơi xuống vị trí thứ 13, vị trí áp chót. Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện tại với 6 điểm có được sau 1 chiến thắng, 3 trận đấu để hòa và 2 trận đấu để thua đang có được vị trí thứ 11. Lá cờ đã được phất lên. Rimario là người đã rơi vào vị trí việt vị. Cho đến lúc này thì Rimario đã có được 4 bàn thắng tại Night World V-League 1 2023. Tuy nhiên thì người đá cặp với anh, đội trưởng bên phía BKMX Bình Dương, Tiến Linh, vẫn chưa có được bàn thắng nào cả. Tiến Linh hiểu được rằng mình đang chịu những áp lực khi mà anh chưa có được bàn thắng nào, cũng như là BKMX Bình Dương đang trôi sụt ở nhóm cuối. Sẽ là một ngày mà cả hai đội bóng, như những gì mà fanpage của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chia sẻ, sẽ hướng tới chiến thắng. 3 điểm sẽ giúp cho họ cải thiện được vị trí của mình, cũng như là có được một cú hích trước khi Night World V-League 1 2023 bước vào quãng nghỉ thứ 2. Sau khi vòng đấu thứ 7 của Night World V-League 1 2023 khép lại thì các đội bóng sẽ có những đại diện được góp mặt trong danh sách sơ bộ để chuẩn bị cho SEA Games 32 sắp tới. Và lúc này thì các trung vệ bên phía đội chủ nhà bao gồm số 30 Vũ Viết Triều, số 14 Giang Clesio và số 38 Nguyễn Ngọc Thắng. Và lên bóng của các cầu thủ đội chủ nhà không phải là một cú dứt điểm ngay. Diallo Abdoulaye đưa bóng vào. Diallo đã không thể đưa bóng vượt qua được Thanh Thảo, người đang án ở nơi hành lang cánh trái bên phía cầu thủ BKMX Bình Dương. Ở trận đấu trước thì BKMX Bình Dương trên sân nhà đã để thua 1-2 trước câu lạc bộ Công an Hà Nội.
Những phút cuối ở hiệp đấu đầu tiên, hàng phòng ngự bên phía BKMX Bình Dương đã không giữ được sự an toàn, khiến cho đối phương liên tiếp có được hai bàn thắng. Đinh Tránh Trung sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở trận đấu này thì Đinh Tránh Trung đã góp mặt trong đội hình xuất phát từ đầu, chứ không như việc anh được tung vào sân trong hiệp đấu, trong trận đấu trước ở hiệp thi đấu thứ hai. Thành Trung nguy hiểm. Thêm một trận đấu nữa mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không có được sự phục vụ của Phi Sơn. Đội trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận đấu thứ hai liên tiếp không thể góp mặt với chấn thương. Lần gần nhất mà Phi Sơn đã để lại được dấu ấn đó là trong trận đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được chiến thắng 3-2 trước câu lạc bộ Hải Phòng ngay tại Lạch Tràng. Đó cũng là chiến thắng duy nhất mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được trong giai đoạn này. Đường chuyền của Ngọc Thắng. Ngọc Thắng là cầu thủ duy nhất bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh góp mặt trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho SEA Games 32. Tiến lên xuất xả khá nguy hiểm. Có thể một quyết định dứt điểm từ xa đến từ Tiến Linh. Và lúc này thì Tiến Linh đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của mình, và vừa rồi là một nỗ lực của anh. Cú dứt điểm khá hiểm hóc, Tiến Linh có được đủ không gian và thời gian để tung ra một cú dứt điểm uy hiếp khung thành của Dương Quang Tuấn. Cho tới lúc này của mùa giải, một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cho Tiến Linh chưa thể có được bàn thắng đó là việc anh đang phải đá cặp với Rimario. Nó khiến cho tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam đang phải thi đấu khá xa với khung thành của đối phương. Thành Thảo sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Đá phạt góc quá mạnh. Việc đang phải thi đấu xa với khung thành của đối phương và đá như một tiền đạo lùi đã ảnh hưởng nhiều đến khả năng ghi bàn của Tiến Linh. Nhìn chung thì Tiến Linh vẫn đang cố gắng hòa nhập với một vị trí mới dưới triều đại của huấn luyện viên Lư Đình Tuấn sau 4 vòng đấu đầu tiên. Và ở 2 vòng đấu gần nhất đó là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Đây là trận đấu thứ 2 mà huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, trận đấu thứ 3 mà huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt các cầu thủ BKMX Bình Dương tại Night World League 1 2023. Sau 2 trận đấu đầu tiên dưới triều đại mới của huấn luyện viên Quốc Tuấn thì BKMX Bình Dương đã có được một trận đấu có được tỷ số hòa với Sông Lam Nghệ An, và vòng đấu trước là trận thua trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Diallo. Một quả tạt. Đó là quả tạt của Văn Đức. Bùi Văn Đức đang là người thi đấu tốt nhất sau 6 trận đấu đã qua bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ chạy cánh trái bên phía đội chủ nhà ở vòng đấu trước là người đã kiến tạo để Trung Học ghi được bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Thanh Hóa. Khi mà Night World League 1 2023 đang đứng trước ngưỡng cửa một lần nữa, sẽ tạm thời dừng lại để nhường chỗ cho đội tuyển U22. Cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và BKMX Bình Dương đều rất coi trọng trận đấu này. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiểu được rằng họ đang có điểm tựa là sân nhà, còn BKMX Bình Dương đang khát một chiến thắng hơn bao giờ hết. Sẽ tiếp tục có một quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ BKMX Bình Dương. Nếu như bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có Ngọc Thắng được góp mặt trong đội hình của đội tuyển U22 thì bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương, Vĩnh Hảo cũng là cầu thủ nằm trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Khá nguy hiểm, bóng đập trúng xa ngang. Đó vẫn là điểm yếu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho đến lúc này của mùa giải. Các câu lạc bộ đối phương của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn tìm kiếm những bàn thắng từ những quả đá phạt góc. Ở vòng đấu trước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải liên tiếp nhận 2 bàn thua chỉ trong ít phút đến từ những quả đá phạt góc của Đông Á Thanh Hóa. Rimario. Một trong những điểm yếu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong những trận đấu đã qua đó là việc thủ thành của họ Dương Quang Tuấn có được phản xạ tốt nhưng luôn gặp thất thế ở những quả đá phạt góc. Quang Tuấn có chiều cao 1m75,
nhưng rõ ràng khi phải đối đầu với những ngoại binh có chiều cao và thể hình tốt ở những quả đá phạt góc thì Quang Tuấn thường xuyên thất thế. Vòng đấu trước thì Gian Clesio cũng không có những sự hỗ trợ thật tốt cho thủ thành Quang Tuấn ở những quả đá phạt góc. Chính Gian Clesio là người đã có một pha đưa bóng về lưới nhà. Nhìn chung là huấn luyện viên Nguyễn Thành Công trong quãng nghỉ sắp tới hơn một tháng cũng sẽ phải có những tính toán về việc gia tăng được khả năng phòng ngự trong những tình huống cố định bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Quang Tuấn, Ngọc Thắng. Sau khi trận đấu với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa khép lại thì Ngọc Thắng cũng đã có được những phút được gặp gỡ cũng như là trao đổi với huấn luyện viên Philippe Jouzier. Sau khi được góp mặt từ trận đấu mà các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua 2-3 trước Hà Nội FC, Ngọc Thắng vẫn đang được huấn luyện viên Thành Công tin dùng trong những trận đấu đã qua. Đây cũng là một tín hiệu tích cực về một cầu thủ trẻ có thể có nhiều đóng góp cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại Nai World League 1 2023 và cả đội tuyển U22 Việt Nam trong quãng thời gian sắp tới. Đường truyền nhanh là của Tiến Linh. Ngoài việc phải tìm ra lời giải với sự hiệu quả của Tiến Linh, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng cần phải tìm thêm những phép thử mới để đưa ra được những lời giải về những cầu thủ có khả năng chia lửa cho Ri Mario và Tiến Linh. Trận lúc này trong danh sách ghi bàn của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương, ngoài Ri Mario thì Vĩ Hào cũng là người mới chỉ có được một pha lập công mà thôi. Pha lập công còn lại thuộc về trung vệ Oliver Ndiaye, người đã có được một bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Công an Hà Nội trong trận thua ở vòng đấu trước. Lên bóng dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bóng được tạt vào. Không có cầu thủ nào xâm nhập ở phía cánh còn lại cả. Việc Đinh Thanh Trung được góp mặt trong đội hình xuất phát của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là để giúp cho hàng tiền vệ của đội chủ nhà có thêm tính sáng tạo. Đây cũng sẽ là một trận đấu mà nhiều khả năng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công. Cho đến lúc này thì hàng phòng ngự của cả hai đội bóng hoạt động vẫn chưa thực sự ổn. Sau 6 vòng đấu đầu tiên, cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng như là BKMX Bình Dương đều đã phải nhận 9 bàn thua. Thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau 4 vòng đấu đầu tiên đã có một khởi đầu mùa giải khá tốt. Họ có được 5 điểm sau 4 vòng đầu tiên. Đó là thành tích tốt nhất sau 4 năm mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hạng và thi đấu ở hạng cao nhất. Tuy nhiên thì những khó khăn dần dần xuất hiện. Thiếu đi sự phục vụ của đội trưởng Trần Phi Sơn đã khiến cho những bài tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở nên kém nguy hiểm đi. Xuân Hùng. Một lần nữa chúng ta xem lại tình huống mà Mario đã rơi vào vị trí việt vị. Trong trận đấu này thì Ngọc Thắng sẽ có thêm những trải nghiệm khi được đối đầu với vua phá lưới của mùa giải trước, đó là Mario. Trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa thì chính Ngọc Thắng là người đã phạm lỗi với cầu thủ bên phía đối phương dẫn đến quả đá phạt đền để cho Đông Á Thanh Hóa có được bàn thắng gỡ hòa. Ngọc Thắng sẽ có thêm những kinh nghiệm sau trận đấu phải đối đầu với một cầu thủ có kỹ thuật tốt như là Quốc Phương bên phía Đông Á Thanh Hóa và ngày hôm nay là Ri Mario, một người có được sự can lướt trong lối chơi. Bên cạnh Ngọc Thắng thì bộ đội trung vệ còn lại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như là Viết Triều và Gian Clesio cũng sẽ phải nhận được nhiều sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ. Đường chuyền nhanh của Gian Clesio không giống như trận đấu trước, thì ở trận đấu này bên phía BKMX Bình Dương, Moses Oluya đã góp mặt ngay từ đầu. Sự góp mặt của Moses
để giúp cho các cầu thủ BKMX Bình Dương có thêm những sự vững chãi. Trung hiếu Kizito đã được kéo về và thi đấu như một trung vệ. Hơn 10 phút đầu tiên đã trôi qua, tỷ số vẫn đang là 0 điểm. Xuân Hùng, Viết Triều. Viết Triều đang đá vị trí trung vệ lệch trái bên phía đội chủ nhà. Và mở bóng nhanh của Đinh Thành Trung. Khi mà Đinh Thành Trung lùi về để có bóng ở khu vực giữa sân thì Bùi Văn Đức sẽ lập tức dâng cao lên hành lang cánh trái của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhìn chung thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn sẽ dồn trọng tâm tấn công về phía hành lang cánh trái với sự cơ động của Paulo Pinto Diallo, sự hỗ trợ của Đinh Thanh Trung và đặc biệt là mũi nhọn Bùi Văn Đức. Sân vận động Hà Tĩnh vẫn luôn là điểm tựa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngoài trận đấu để thua trước các cầu thủ Hà Nội FC, cho đến lúc này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà vẫn đang có được những kết quả chấp nhận được khi họ có được tỷ số hòa không đều trước câu lạc bộ Viettel. Và vòng đấu thứ 5 là trận hòa không đều với SHB Đà Nẵng. Trọng tài đã thổi phạt trung vệ Thanh Lộc bên phía BKMX Bình Dương. Đinh Thành Trung sẽ là người thực hiện quả đá phạt cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đinh Thành Trung, quả đá phạt ở tầm thấp. Pha xử lý tốt của Bùi Văn Đức. Một quả tạt được đưa ra. Tiếng còi đã vang lên trước khi mà Diallo tung ra cú dứt điểm. Cầu thủ áo đỏ đã rơi vào vị trí việt vị. Hai đội bóng vẫn đang cố gắng duy trì sự chắc chắn. Minh Toàn. Bóng đã trở lại với đôi tay của Minh Toàn sau một nhịp phát bóng mà cầu thủ áo đỏ đã cố gắng can thiệp. BKMX Bình Dương vẫn đang nhập cuộc chậm hơn một chút so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ chưa thực sự nóng máy. Long Thắng. Xuân Hùng. Được chuyển không tốt của Ngọc Thắng. Cả hai đội bóng đều đã có những sai số ở hàng phòng ngự, nhưng rất may là mọi chuyện xấu vẫn chưa xảy ra với họ. Lên bóng dành cho đội chủ nhà Trung Ngọc và mở bóng tốt Bùi Văn Đức. Quả tạt. Đinh Thành Trung. Giờ Paulo. Vẫn là giờ Paulo. Vẫn là khả năng luôn chuyển bóng tốt của các cầu thủ đội chủ nhà ở tình huống này. Sau cùng thì các cầu thủ áo trắng phá bóng lên. Giang Cơ Siêu. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang nhập cuộc trái với những dự đoán ban đầu của giới chuyên môn là chơi phòng ngự phản công, thì bây giờ họ đang chơi tấn công. Sút bóng. Cú dứt điểm bằng chân không thuận của Bùi Văn Đức. Bóng hướng vào góc gần và không làm khó được thủ thành Trần Minh Toàn. Hà Tĩnh đang cố gắng tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành của BKMX Bình Dương. We'll be right back.
Ribario. Thanh Thảo, đồng đội đang băng xuống. Thanh Thảo sẽ có phạt góc cho BKMX Bình Dương. Người đã cố gắng xâm nhập là Nguyễn Trần Việt Cường. Tuy nhiên thì Thanh Thảo đã quyết định tung ra cú dứt điểm. Bóng đập chân một cầu thủ bên phía đội chủ nhà và đi hết đường biên ngang. Ngay lập tức là những tiếng hô nhắc nhở đến từ khu vực kỹ thuật của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. BKMX Bình Dương đã có được bàn thắng gần nhất vào lưới của Công an Hà Nội cũng đến từ một quả đá phạt góc. Và nó không phải là điểm mạnh của đội chủ nhà. Bóng được đưa vào, đánh đầu, nguy hiểm. Vẫn là những quả đá phạt góc đang uy hiếp khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thành Lộc là người đã cố gắng băng vào và tạo ra một điểm chạm. Cú đá phạt góc mang tới những sự khó chịu của Thanh Thảo. Một cầu thủ áo trắng đã khẽ chạm vào bóng để hướng trái bóng đến pha di chuyển của Thành Lộc. Cả hai đội bóng có những cách riêng để hướng trái bóng lên phía trên và tiếp cận với 1/3 cuối sân của đối phương. Nếu như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có Đinh Thành Trung, có Paulo Pinto và đặc biệt là Bùi Văn Đức, thì BKMX Bình Dương đang tìm kiếm những cơ hội với những quả đá phạt góc. Giang Tuệ Siêu, Viết Triều, Trần Văn Công. Trần Văn Công, cầu thủ đang trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội, đang án ngữ ở vị trí của một tiền vệ mòn eo. Và khống chế tốt của Paulo Pinto mở bóng sang cánh trái cho Bùi Văn Đức. Bùi Văn Đức quan sát vào phía trong và đưa ra một quả tạt. Không được. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Sẽ có phạt góc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trung Học là người đã cố gắng băng vào để có cú đánh đầu. Thành Trung, Văn Đức. Bóng vẫn còn trong cuộc, lại là Đinh Thành Trung. Quả tạt có điểm rơi. Cầu thủ áo đỏ lại đánh đầu phá ra. Có thêm một cú dứt điểm nữa. Trần Văn Công là người đã tung ra cú dứt điểm sau cùng. Quả tạt có điểm rơi tốt đến từ Đinh Thành Trung. Nhưng ở phía trong thì đồng đội của anh Gian Clesio nỗ lực đánh đầu lại đưa bóng ngược trở lại. Gần một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 sắp sửa trôi qua, tỷ số vẫn đang là không đều. BKMX Bình Dương vẫn đang có một lối chơi chưa thể định hình được cách tấn công. Việt Cường, người đã thi đấu khá ổn trong quãng những phút cuối trong trận đấu gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đinh Thành Trung không chơi bóng tốt. Bóng liên tục được xẻ về phía cánh trái hướng đến vị trí của Bùi Văn Đức. Đinh Thành Trung được chuyền ngược trở lại khu vực trung lộ, cú sút xa. Sau Trần Văn Công thì vừa rồi là Nguyễn Trung Học. Số cú dứt điểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được cho đến lúc này là nhiều hơn so với BKMX Bình Dương. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ áo trắng. So với cánh trái thì cánh phải của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc này không thường xuyên dâng cao ở những vị trí như của Xuân Hùng hay là Ngọc Thạc. Paulo Pinto và xử lý đầy mưu mẹo của Sir Paulo đã giúp cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng một quả ném biên.
là De Paulo cố gắng xoay vào trong. Đó là một cú sút thẳng đến từ De Paulo. Minh Toàn vẫn giữ cho mình một sự tập trung. Đội bóng đang chơi chủ động hơn là đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Những phút đầu trong cuộc đối đầu này trên sân vận động Hà Tĩnh đang khá giống với trận đấu mà BKMX Bình Dương thể hiện trước Công an Hà Nội. BKMX Bình Dương để cho đối phương có được nhiều cơ hội dứt điểm. Dần dần thì họ vẫn có được một thế trận ổn và bảo toàn được mảnh lưới của Minh Toàn. Tuy nhiên ở những phút cuối hiệp 1 trong trận đấu gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội thì hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương đã không thể duy trì được sự chắc chắn. Trong bàn thua đầu tiên của các cầu thủ BKMX Bình Dương thì hàng tiền vệ của họ cũng không bảo vệ trái bóng tốt và dẫn đến một pha lên bóng của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở khu vực trung lộ. Việt Cường đường chuyền nhanh. Paulo Pinto đã không thể vượt qua được sự truy cản của Thạch Lộc. Nguyễn Thành Công đang hướng các cầu thủ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đến một lối chơi chuyển trạng thái nhanh, đặc biệt từ phòng ngự sang tấn công. Họ có đủ những chất liệu, những gương mặt như Bùi Văn Đức, Paulo Pinto hay là cả Diallo đều là những người phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công nhanh. Điều này đã được thể hiện trong những trận đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được kết quả tích cực trước những đối thủ như là Viettel, rồi sau đó là cả Hải Phòng. Phần nào đó trong trận đấu để thua trước các cầu thủ Hà Nội FC như huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã chia sẻ là Hà Nội FC di chuyển quá tốt. Cơ hội cho các cầu thủ đội chủ nhà. Tuyệt vời. Và phối hợp 1-2 quá hay giữa Paulo Pinto và Diallo. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã thổi còi. Những bàn thắng chắc chắn rồi vẫn được công nhận. Một cầu thủ áo đỏ đang nằm sân. Pha phối hợp ấn tượng của Paulo Pinto và Diallo đã nâng bước cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và giúp cho đội chủ nhà có được lợi thế trong trận đấu đặc biệt quan trọng này. De Paulo là người đã rất cố gắng để mở ra cơ hội cho Diallo. Những Kizito rồi cả Oliver đã không thể theo được với Diallo để số 91 băng lên rất nhanh. Tình huống phối hợp tốt của các cầu thủ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở khu vực trung lộ đã giúp cho họ có được bàn thắng dẫn trước. Như vậy là Diallo đã có được bàn thắng thứ 3 tại Night World V-League 1 2023. Và những khó khăn lại một lần nữa sớm xuất hiện dành cho BKMX Bình Dương. Hai đội bóng đều ý thức được đây là một trận đấu đặc biệt quan trọng. Nếu như để thua trong trận đấu này thì rất có thể sẽ càng lún sâu hơn nữa ở nhóm cuối của bảng xếp hạng. Những đóng góp cụ thể của Diallo và cả Paulo Pinto để giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có được lợi thế và hướng đến chiến thắng. Ở những thời điểm quan trọng thì những ngoại binh như là De Paulo và Diallo đều đã có những đóng góp cụ thể. Pha hãm bóng lại quá tốt của Paulo Pinto để mở ra cơ hội được cho Diallo. Nó khiến cho Oliver bị lỡ đà và khoảng trống đã mở ra mênh mông để dành cho Diallo. 1-0 rồi. Và BKMX Bình Dương giờ sẽ chơi tấn công như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Phải chơi tấn công thôi. Moses. Trên mặt trận tấn công của các cầu thủ BKMX Bình Dương, về mặt lý thuyết có 4 gương mặt đáng chú ý. Đó là Bùi Vĩ Hào, cầu thủ đang thuộc đội tuyển U22 Việt Nam. Có Nguyễn Trần Việt Cường, có Tiến Linh và cả vua phá lưới của mùa giải trước Li Mario. Nhưng vào lúc này thì mặt trận tấn công của các cầu thủ bên phía BKMX Bình Dương chưa thể hiện được nhiều.
họ không có được sự liên kết. Tình huống phòng ngự tốt của Xuân Hùng. Tuy nhiên thì Trung Học đã không thể giữ lại được bóng trong chân của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đinh Thanh Trung lùi sâu, tiếp tục là Đinh Thanh Trung. Trung Hiếu Kizito. Chắc chắn rồi, bàn thắng dẫn trước của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ giúp cho trận đấu trở nên cởi mở hơn. Bởi BKMX Bình Dương không thể thi đấu chậm mãi được. Và qua người tốt của Việt Cường, đường truyền cho Moses, bóng được mở sang cánh phải. Vĩ Hảo, Bùi Vĩ Hảo. Cú sút đã không thể vượt qua được Văn Đức. Tuy nhiên vẫn là các cầu thủ áo trắng sút bóng. Quang Tuấn vẫn cho thấy được phản xạ tốt của mình. Về mặt phản xạ thì Quang Tuấn vẫn nằm trong nhóm những thủ môn có phản xạ tốt hàng đầu tại Night World V-League 1 2023. BKMX Bình Dương đã có được lời đáp trả đầu tiên uy hiếp khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu đang ở phút 30 và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Giờ thì BKMX Bình Dương thêm một lần nữa được hưởng một quả đá phạt góc. Quang Tuấn đang bị đau và nó sẽ mang đến những quan ngại cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Bóng được đưa vào. Quả đá phạt góc ở tầm thấp. Sẽ có thêm một quả ném biên cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Bật rất cao. Nỗ lực bật cao của Oliver Ndiaye. Quang Tuấn đã nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội và làm chủ được tình hình. Xuân Hùng. Di Mario. Lối kéo người của Trần Văn Công. Quả tạt rót bóng vào phía trong đến từ Đoàn Tuấn Cảnh, nhưng nó không khó với Quang Tuấn. Dương Quang Tuấn có chiều cao chỉ 1m75 và rõ ràng để so với những tiền đạo ngoại binh bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương thì Quang Tuấn sẽ thất thế hơn. Giờ Paulo, như thường lệ thì Giờ Paulo vẫn hoạt động tích cực và liên tục di chuyển. Khả năng di chuyển rộng của Paulo Pinto sẽ mở ra được những khoảng trống cho mũi nhọn Diallo. Bàn thắng đầu tiên là một minh chứng cụ thể. Và cướp bóng nhanh của Sao Paulo. Sau đó thì đường truyền của Trung Học lại không thể đến với vị trí của người đồng đội. Khá tốt, Trung Học. Đinh Thanh Trung và xuyên phá tốt ở nách hàng phòng ngự đối phương. Minh Toàn đã kịp thời đổ người. Một tình huống mà Trung Học cũng như là Đinh Thanh Trung vừa rồi đã xuyên phá được nách hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Họ khai thác tốt được khoảng trống ở vị trí hành lang trong. Trong những trận đấu gần đây thì Minh Toàn đều thể hiện tốt. Chỉ đáng tiếc là hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương đã không nhận được nhiều sự hỗ trợ đến từ tuyến tiền vệ
cũng như là khả năng ghi bàn của BKMX Bình Dương đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Cho dù họ đang có trong tay những Vi Mario hay Tiến Linh, hàng công hoạt động không hiệu quả và không làm giảm đi sức ép hướng về phía khung thành của Minh Toàn. Đường chuyền nhanh của Diallo, bóng được mở sang cánh trái. Bùi Văn Đức vẫn là một sự góp mặt thường lệ, đưa bóng vào. Quả tạt quá sớm của Bùi Văn Đức khi mà Diallo cũng như là De Paulo chưa thể xâm nhập được vào những vị trí nguy hiểm trong vòng cấm địa của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Nỗ lực ngăn chặn đến từ trung hiếu Kizito. Moses. Không hiểu sao vừa rồi thì Moses lại ngưng động lại. Tiếp tục là Moses. Vĩ Hảo. Sau 3 vòng đấu đầu tiên thì Vĩ Hảo thường xuyên chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở quãng sau của hiệp 2. Bây giờ thì Vĩ Hảo thường xuyên có mặt trong đội xuất phát của BKMX Bình Dương rồi. Tình huống chuyển trạng thái nhanh của các cầu thủ áo đỏ. Chỉ đáng tiếc là Diallo đã không thể đón được đường chuyền của đồng đội. Việt Cường. Moses. Đường chuyền nhanh của Thanh Lộc. Việt Cường. Tiến Linh. Tuấn Cảnh đã dâng lên. Bùi Vĩ Hảo. Oliver. Bóng được điều sang cánh trái. Đây là Thanh Lộc. Nguyễn Trần Việt Cường. Và mở bóng sâu xuống cánh phải đã không thể qua được Bùi Văn Đức. Và qua người tốt của Văn Đức. Đáng tiếc là anh đã không thể mở bóng chính xác cho Diallo. Thêm một lần nữa thì trung hiếu Kizito đã ngăn chặn được những tình huống mở bóng của đối phương. Moses. Bùi Vĩ Hảo. Lại có thêm một quả tạt. Quang Tuấn đã băng ra rất nhanh và lỗi thuộc về Ri Mario. Dương Quang Tuấn có phản xạ tốt. Anh cũng là người nhanh nhẹn trong việc đưa ra những quyết định và làm chủ được không gian trong vòng 16m50. Tuy nhiên thì Quang Tuấn lại không mạnh trong những tình huống chiếm lĩnh được vị trí ở những quả bóng bổng. Các cổ động viên của đội chủ nhà có mặt trên sân vận động Hà Tĩnh đang hô vang tên của Quang Tuấn. Đây là những cầu thủ góp mặt trên băng ghế dự bị của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu ngày hôm nay. Đáng chú ý có số 21 Văn Huy, số 33 Trần Đức Nam, số 11 Nguyễn Văn Hiệp và cả thủ thành dự bị số 36 Nguyễn Thanh Tùng. Đây là một trận đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục không có được sự phục vụ của Trần Phi Sơn, nhưng cho đến lúc này với phương án lựa chọn tấn công đến từ huấn luyện viên Nguyễn Thanh Công là dồn trọng tâm tấn công xa hành lang cánh trái thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có được lợi thế dẫn trước 1-0. Sự ăn ý giữa bộ đôi Paulo Pinto và Diallo cũng là một tác nhân khiến cho đội chủ nhà có được bàn thắng. Còn ở bên phía đối diện giữa Ri Mario và Tiến Linh vẫn đang thiếu đi sự liên kết. Thành Trung, Trần Văn Công,
Ngọc Thắng. Hiệp một đang dần trôi về những phút cuối, đường chuyền nhanh của Nguyễn Ngọc Thắng. Tuy nhiên không dễ để dành cho Paulo Pinto có thể khống chế được đường chuyền xuyên tuyến vừa rồi của Nguyễn Ngọc Thắng. Oliver và xử lý khá cồng kềnh. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ đội chủ nhà. Trọng tài thổi phạt Kizito. Kizito đã phạm lỗi với Nguyễn Trung Học. Quả đá phạt cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đinh Thanh Trung. Quả đá của Đinh Thanh Trung đã đưa bóng đi xuống quá sâu. Nhìn chung thì Đinh Thanh Trung đã mang lại sự trơn tru cho những tình huống triển khai bóng lên phía trên của các cầu thủ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mọi thứ đều đang khá ổn với đội chủ nhà. Nguy hiểm, cơ hội cho Nguyễn Hà Tĩnh. Dứt điểm, không vào. Oliver Ndiaye đã cứu thua cho các cầu thủ BKMX Bình Dương. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Một đường chuyền sai là của Tiến Linh. Không thể phối hợp thành công. Sẽ có một quả đá phạt gián tiếp được dành cho các cầu thủ bên phía Nguyễn Hà Tĩnh. Một phút vừa qua là một phút mà hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương đánh mất mình. Hệ thống phòng ngự của đội khách thi đấu như mơ ngủ vậy. Và bây giờ sẽ có một quả đá phạt gián tiếp được dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thủ thành Minh Toàn đã bắt bóng sau một pha xử lý của đồng đội. Còn đây là một pha phát bóng lên không tốt của Minh Toàn. Trung Học là người đã trao lại cơ hội cho Diallo. Bóng từ từ lăn xuống. Nhưng Oliver Ndiaye là người đã phá bóng ở sát với vạch vôi. Sau tình huống đó thì có vẻ như Tiến Linh là người đã truyền sai và mang tới thêm một cơ hội cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cả một hệ thống phòng ngự bên phía BKMX Bình Dương như là đang mơ ngủ trên sân vận động Hà Tĩnh vậy. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa cơ hội của Diallo. Anh đã đưa bóng được qua hai chân của thủ thành Minh Toàn, nhưng Oliver Ndiaye là người đã cứu thua sau cùng cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Và giờ sẽ là một sức ép lớn nữa đến từ đội chủ nhà gửi về phía đội khách. Một quả đá phạt gián tiếp ở khá gần với vòng 5m50. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã cho Oliver Ndiaye sau khi nhận sự chăm sóc của các nhân viên y tế trở lại với sân. Cơ hội lớn cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và các học trò. Trần Văn Công, Đinh Thanh Trung, Giờ Paulo, Diallo, tất cả đều là những người đang đứng gần với trái bóng. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đang xác định lại về khoảng cách từ điểm đá phạt đến hàng rào của BKMX Bình Dương. Một quả đá phạt gián tiếp. Xuân Hùng cũng đã sẵn sàng ở phía sau. Đinh Thanh Trung là người có khả năng sút tốt với cái chân trái đã định danh được trên bản đồ của bóng đá Việt Nam. Chờ xem nào, ai sẽ là người tung ra cú sút cuối cùng đây.
Sút bóng, không đâu. Bóng đập trúng vào hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía BKMX Bình Dương. Cơ hội đã không còn với các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ quả đá phạt gián tiếp. Đáng tiếc cho đội chủ nhà. Và sóng gió vẫn chưa hề trôi qua với hàng phòng ngự, với khung thành của BKMX Bình Dương. Rất Paulo rất cố gắng để có thể tạt bóng vào phía trong. Giờ Paulo đã đặt bóng và nhường lại quyền đá quả đá phạt góc này cho Đinh Thanh Trung. Thanh Trung nguy hiểm. Minh Toàn đấm bóng ra. Không thể có một pha phản công cho BKMX Bình Dương. Giờ Paulo đã rất nhanh can thiệp vào pha đỡ bóng của Rimario. Rimario đang hoạt động tích cực. Thanh Lộc lại một đường chuyền sai. Văn Công, đây là Bùi Văn Đức. Cầu thủ gốc Hòa Bình vẫn đang duy trì một phong độ cao kể từ đầu mùa. Hiệp 1 sẽ có 3 phút bù giờ. Giờ Paulo bóng được trả về khá sâu. Lại là một quả tạt của Văn Đức, đánh đầu. Bóng đã đi hết đường biên dọc. 5 phút trở lại đây là 5 phút mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang cố gắng duy trì một sức ép lớn. Họ đang cố gắng tận dụng những sai số đến từ hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương. Đây là cú đá trước đó của các cầu thủ đội chủ nhà đến từ quả đá phạt gián tiếp. Trung Học đã không thể làm chủ được tình hình. Văn Đức và Vĩ Hảo. Văn Đức đã dễ dàng ngăn chặn được cầu thủ trẻ bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Không có lỗi của cầu thủ áo trắng, trận đấu vẫn được tiếp tục tiến lên. Bóng đã chạm vào tay của Trần Văn Công. Oliver. Thanh Lộc. Không hiểu ý nhau giữa Thanh Lộc và Việt Cường. Cho đến lúc này có thể khẳng định Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu tốt hơn so với BKMX Bình Dương trong hiệp 1. Họ liên tiếp tạo ra những cơ hội, họ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Chính sức ép đến từ các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng khiến cho BKMX Bình Dương trong ít phút trước đã liên tiếp có những sai số trong những đường chuyền. Đinh Thanh Trung. Phút 45+3. Phút cuối trong quãng thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Đinh Thanh Trung. Giàn Clesio. Mở bóng sang cánh phải. So với Trung Học và Trần Văn Công thì Đinh Thanh Trung thường xuyên lùi về gần với các cầu thủ ở vị trí trung vệ để có thể đón bóng và mở ra những tình huống lên bóng cho đội chủ nhà. Oliver Ndiaye đường chuyền nhanh và phòng ngự tốt đến từ Bùi Văn Đức. Thanh Lộc. Đoàn Tuấn Cảnh. Thanh Lộc.
Và tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên từ trọng tài Hoàng Long Hạ. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Diallo Abulaye. Đội chủ nhà là đội bóng đã chơi tốt hơn và họ đang khiến cho BKMX Bình Dương trở nên lúng túng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong hiệp 2 liệu các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn có thể đưa ra những lời đáp trả như thế nào và có tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa hay không. Sẽ là một hiệp 2 rất đáng xem đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Còn bây giờ sẽ là quãng nghỉ giữa hai hiệp. Bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Hà Tĩnh để tiếp tục dõi theo hiệp 2, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ làm khách, câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Đây là những diễn biến mới nhất trong vòng đấu thứ 7 của Night World V-League 1 2023. Trong trận đấu đã diễn ra sớm hơn trận đấu này thì Khánh Hòa đã vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Và đây cũng sẽ là cơ hội cho những đội bóng xếp trên Đà Nẵng ở nhóm cuối như là BKMX Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới chiến thắng để có thể tạo ra được một khoảng cách lớn với đội bóng đang xếp cuối. Như vậy là ngay đầu hiệp 2, bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương sẽ có sự thay đổi người. Thanh Thảo là người sẽ rời sân. Người được tung vào sân đó là số 17 Tống Anh Tỷ. Như vậy là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã có sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay bên phía BKMX Bình Dương. Chúng ta hãy cùng chờ xem là với sự thay đổi đến từ đội khách thì họ sẽ thi đấu như thế nào trong hiệp thi đấu thứ hai. BKMX Bình Dương vẫn đang để cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dẫn trước với tỷ số 1-0. Đội chủ nhà có được lợi thế nhờ bàn thắng của Diallo Abulaye. Và như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2 này thì đội khách BKMX Bình Dương với trang phục áo trắng quần trắng sẽ bảo vệ phần sân phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Hiệp 1 là hiệp đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nắm được thế chủ động. Họ thường xuyên có những cú dứt điểm để uy hiếp khung thành của các cầu thủ bên phía BKMX Bình Dương. Tuy nhiên vào lúc này thì đội chủ nhà mới có được một bàn thắng. Vừa rồi thì trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã thổi phạt Ngọc Thắng với một tình huống xoạc bóng và đưa gầm giày ra. Các cầu thủ áo trắng đã chủ động tránh phá vào bóng của Ngọc Thắng, một pha vào bóng nguy hiểm và có thể dễ dẫn đến chấn thương. Cú đá phạt nhanh của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Tiến Linh vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại mùa giải 2023 của Night World V-League 1. Chúng ta vừa được xem lại cú ra chân nhanh của Tiến Linh. Ở hiệp đấu đầu tiên trong những phút đầu thì Tiến Linh cũng đã có được cơ hội. Bàn thắng không được công nhận. Mọi thứ diễn ra nhanh. Chúng ta sẽ cùng chờ những góc máy quay chậm để xem thực sự chuyện gì đã xảy ra sau tình huống mà Diallo đã đưa được bóng vào lưới của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Ngay sau tình huống quay chậm của Tiến Linh với pha dứt điểm thì trở lại với những diễn biến trực tiếp đang có trên sân vận động Hà Tĩnh thì chúng ta vừa thấy các cầu thủ đội chủ nhà đưa được bóng vào lưới của BKMX Bình Dương. Có thêm một quả đá phạt nữa được dành cho đội khách. Tiến Linh đã nhận bóng từ Bùi Vĩ Hảo. Sẽ là một quả đá phạt trực tiếp mang tới cơ hội cho BKMX Bình Dương. Và lúc này trên sân vận động Hà Tĩnh thì những diễn biến nóng diễn ra khá liên tục. Tuấn Cảnh là người vừa bị phạm lỗi và bây giờ sẽ là một quả đá phạt trực tiếp dành cho BKMX Bình Dương. Tống Anh Tỷ là người đang đứng trước bóng. Như vậy là Tiến Linh đã nhường lại trái bóng cho Tống Anh Tỷ. Cầu thủ được tung vào sân ngay đầu hiệp 2.
Tống Anh Thị. Hai nỗ lực dứt điểm liên tiếp nhưng đều không thành công. Thắng băng lên nhanh là của Diallo. Giờ Paulo. Vẫn là Giờ Paulo. Diallo đã không thể đón được đường chuyền của Giờ Paulo. Và cướp bóng nhanh. Đó là Văn Công. Không việt vị. Tất cả các cầu thủ áo đỏ đều không thực sự sẵn sàng với pha xâm nhập vừa rồi. Chúng ta vẫn chưa được xem lại câu chuyện đã xảy ra với pha chạm bóng của Diallo. Đây, đây là góc máy quay chậm. Bóng được phất lên nhanh. Và Diallo đã rơi vào vị trí việt vị. Những phút đầu hiệp 2 thì bên cặp Max Bình Dương đã đẩy cao đội hình. Xém chút nữa họ đã phải nhận bàn thua thứ hai với một tình huống tấn công mà các cầu thủ phòng ngự bên phía đội chủ nhà. Đó là Viết Triều với một pha chuyền bóng sâu xuống dưới hàng phòng ngự của bên cặp Max Bình Dương để Diallo thoát xuống. Tuy nhiên trước đó thì Diallo đã rơi vào vị trí việt vị. Moses. Khá tốt Tiến Linh. Vẫn đang phối hợp ở hành lang cánh trái. Vĩ Hảo. Lại phải chuyền về. Giờ thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chơi phòng ngự phản công. Mọi thứ đều đang ủng hộ đội chủ nhà. Tỷ số 1-0. Sự chủ động trong cách chơi. Và đây là một thời điểm thích hợp để các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chơi phòng ngự phản công. Megamix Bình Dương buộc phải đẩy đội hình lên. Oliver. Moses. Đường chuyền của Moses đã không thể vượt qua được Trần Văn Công. Không hề dễ cho huấn luyện viên Quốc Tuấn vào lúc này. Ông là một người dũng cảm thì đã dám ngồi vào chiếc ghế nóng của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Đinh Thành Trung. Bùi Văn Đức. Vẫn là Bùi Văn Đức. Vượt qua được cầu thủ thứ hai bên phía đội khách. Bùi Văn Đức đưa vào ở tầm thấp. Lỗi của Đinh Thành Trung. Moses. Việt Cường. Oliver. Thành Lộc. Sau khi Tống Anh Tỷ được tung vào sân đầu hiệp 2 thì chúng ta cũng thấy là BKMX Bình Dương giờ đang chơi với sơ đồ đó là 4 hậu vệ. Bộ đôi trung vệ của họ đang là Trần Trung Hiếu, Kizito và Oliver Ndiaye. Tiến Linh. Rimario không thể bứt qua được Gian Clesio. Viết Triều là người đã pha bóng. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã đá chính 6 trận kể từ đầu mùa. Anh vẫn là một trong những người nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Và đá phạt góc được dành cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương.
nguy hiểm, dứt điểm. Cú đá sau cùng thuộc về Tiến Linh, vẫn luôn là như vậy. Pikamex Bình Dương mang tới những khó khăn cho thủ thành Quang Tuấn và hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều đến từ những quả đá phạt góc. Bóng đã đập vào cả Giang Clesio và Ngọc Thắng trước khi mà Tiến Linh dứt điểm. Việt Cường, Moses rất cố gắng đưa bóng vào trong, chưa thể có phản công cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bóng ở trong chân các cầu thủ đội khách. Việt Cường không chia bóng tốt, đối mặt với Bùi Văn Đức, vượt qua được Bùi Văn Đức. Việt Cường không có lỗi của cầu thủ áo đỏ, trận đấu vẫn được tiếp tục. Đinh Thành Trung, vẫn là Đinh Thành Trung vượt qua được Tuấn Cảnh, mở bóng ra nhà cánh phải, tuy nhiên bóng đã bị cắt. Tiếp tục là các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Diallo, đồng đội đang dâng lên và có được vị trí trống trải, tuy nhiên thì đường điều bóng xuống của Diallo lại quá mạnh. Trung Học đã rất cố gắng để tiếp cận. Tuấn Cảnh, hai đội đang cố gắng chơi ăn miếng trả miếng. Việt Cường, Tiến Linh, lại khó cho BKMX Bình Dương rồi. Các cầu thủ áo đỏ đã thiết lập được hàng phòng ngự với số đông. Tuấn Cảnh, quả tạt hướng trái bóng đến Rimario, sút bóng, dẫm chân nhau. Các cầu thủ áo trắng đã dẫm chân nhau ở tình huống vừa rồi, đó là Vĩ Hào và Rimario. Cầu thủ áo trắng cũng đã rời vào vị trí việt vị. Người đã bị thổi phạt việt vị đó là Rimario. Quang Tuấn có vẻ như đang rất đau. Ở hiệp 1 thì Quang Tuấn cũng đã gặp liên tiếp những vết đau. Nhiều khả năng thì thủ thành Nguyễn Thanh Tùng sẽ được tung vào sân. Quang Tuấn đã lắc đầu. Và giờ thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ phải tung thủ thành sinh năm 1998, Nguyễn Thanh Tùng vào sân để thay thế. Một sự thay thế bất đắc dĩ. Cho đến lúc này của trận đấu thì bên phía BKMX Bình Dương đã có một sự thay đổi người. Còn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhiều khả năng thì họ sẽ phải thay thế người đứng trong khung thành. Những phút vừa qua là những phút mà BKMX Bình Dương cũng đã tạo được những cơ hội uy hiếp khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sẽ phải có những sự chấn chỉnh lại đến từ huấn luyện viên Thành Công. Quang Tuấn đã giấu rằng đã phải có sự thay đổi người rồi. Rất thất vọng. Đáng tiếc cho Quang Tuấn, anh đã thi đấu đầy cố gắng. Nhưng giờ sẽ là sự xuất hiện của kẻ phụ Nguyễn Thanh Tùng. Nguyễn Thanh Tùng được tung vào sân để thay thế cho Dương Quang Tuấn. Sự thay đổi người đầu tiên của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đến ở vị trí thủ môn. Dương Quang Tuấn đã chơi một trận đấu đầy cố gắng. Tuấn Cảnh, Việt Cường đang lùi ở cánh phải để hỗ trợ cho Tuấn Cảnh. Việt Cường cánh phải, Vĩ Hào cánh trái.
ở giữa thì Tiến Linh sẽ đá thấp hơn một chút so với Rimario. Đó là tính vị trí trong cách gian trải mặt trận tấn công của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ BK Max Bình Dương vào lúc này. Trọng tài không thổi phạt Nguyễn Trung Học. Moses được chuyền nhanh. Rimario. Tiếng còi đã vang lên mất rồi. Một lần nữa thì Rimario rơi vào vị trí việt vị. Huấn luyện viên Quốc Tuấn đang có những phản ứng với trọng tài biên. Nhạy cảm. Theo quan sát của chúng tôi thì nhiều khả năng là Rimario chưa rơi vào vị trí việt vị. Ông Quốc Tuấn đang có những phản ứng với trọng tài thứ tư, ông Nguyễn Trung Kiên. Trọng tài đang là vấn đề với V-League vào lúc này. Và cướp bóng tốt của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Giờ Paulo không thể vượt qua được sự truy cản của Moses. Trung hiếu Kizito. Rimario. Tuấn Cảnh. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ đội khách. Bóng tốt, đó là Xuân Hùng. Còn bây giờ là Sơn Paulo. Đinh Thanh Trung chống trả, không chế khá ổn, cướp bóng vào, xuất điểm. Và điểm nhấn lớn nhất là pha không chế bóng tốt của Đinh Thành Trung. Bóng vẫn ở trong tầm kiểm soát của số 7. Anh cố gắng đưa bóng vào trong. Và ở đó thì thêm một lần nữa Diallo nhận món quà đến từ những người đồng đội của mình. Pha ghi bàn cực kỳ dễ dàng của Diallo. Chỉ một cái gẩy nhẹ, bóng nằm gọn trong lưới của BKMX Bình Dương. Một bàn thắng cho thấy được khả năng chấp cơ hội tốt của các cầu thủ đội chủ nhà. Xuân Hùng là người lập công lớn với pha ập lên và cướp được bóng, sau đó là những nhịp khống chế, những nhịp truyền bóng và dứt điểm gọn gàng để giúp cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được lợi thế 2-0. Diallo có trận đấu thứ hai kể từ đầu mùa, có được cú đúp rồi. Tiếp tục lên bóng dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Diallo phối hợp với Sơn Paulo trả bóng nhanh. Kizito là người cắt bóng cho BKMX Bình Dương. Khó khăn nhân đôi gấp bội cho BKMX Bình Dương. Một lối chơi thiếu sức sống. Những cầu thủ đắt giá, những cầu thủ ngôi sao thì chưa thể để lại được dấu ấn với những pha xử lý cá nhân. Ở phía sau thì hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương đã phải nhận hai bàn thua mất rồi. Bóng lại đến chân của Đinh Thanh Trung, xử lý như thế nào? Hãy chờ xem. Vẫn là Đinh Thanh Trung, vẫn rất cố gắng đưa bóng vào trong. Và chút xíu nữa thôi thì Trần Trung Hiếu Kizito đã tự đưa bóng về lưới nhà. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công trong trận đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh coi rằng là một trận đấu cực kỳ quan trọng ở những vòng đấu đầu tiên này đã bố trí Đinh Thành Trung đá chính ngay từ đầu.
và đội trưởng bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng. Trung Học sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho đội chủ nhà. Trung Học người dứt điểm sau cùng là của Đinh Thanh Trung. Như vậy là Diallo với bàn thắng vừa rồi đã gia nhập vào nhóm những cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Nike World Cup 2023 cho đến lúc này. Anh cũng đã có được 4 bàn thắng như mũi nhọn Di Mario bên phía BKMX Bình Dương. Người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Nike World Cup 2023 đó là đội trưởng Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội FC. Văn Quyết đã có 6 lần chọc thủng lưới đối phương kể từ đầu mùa. Trở lại với sân vận động Hà Tĩnh thì đây là pha lên bóng của đội chủ nhà Đinh Thanh Trung. Đinh Thanh Trung cố gắng đi vào khu vực trung lộ. Nhưng dứt điểm của Đinh Thanh Trung đã không thể vượt qua được sự truy cản của cầu thủ bên phía BKMX Bình Dương. Tiến Linh cố gắng chuyền bóng. Cự ly đội hình của BKMX Bình Dương đang không được duy trì ở trạng thái cân bằng. Như vậy là Đoàn Hải Quân sẽ được huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tung vào sân. Ở trận đấu trước thì Hải Quân là người đá chính trong trận đấu mà BKMX Bình Dương để thua trên sân nhà trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Như vậy là Hải Quân sẽ được tung vào sân để thay thế cho Thành Lộc. Nhiều khả năng Hải Quân với cái chân trái của mình sẽ được án ngữ ở hành lang cánh trái bên phía BKMX Bình Dương. Hải Quân là cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt. Vẫn là những pha tranh chấp quyết liệt và đầy tích cực đến từ Xuân Hùng. Xuân Hùng chính là người đã cướp bóng để mở ra pha lên bóng của các cầu thủ đội chủ nhà, dẫn đến bàn thắng thứ hai. Những pha phối hợp đập nhà khá tốt, có được sự trơn tru. Lên bóng dành cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Việt Cường, đường chuyền đã bị cắt. Có thêm một quả tạt. Đánh đâu? Trọng tài đã thổi phạt Vĩ Hảo. Vĩ Hảo đã phạm lỗi với Nguyễn Ngọc Thắng trong tình huống bất cao đánh đầu. Vĩ Hảo cũng chưa thể hiện được nhiều trong trận đấu này. Vĩ Hảo là cầu thủ trẻ nhất đang góp mặt trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và BKMX Bình Dương. Năm nay mới chỉ 20 tuổi. Người trẻ thứ hai đó chính là trung vệ bên phía đội chủ nhà Ngọc Thắng. Ngọc Thắng sinh năm 2002. Một lần nữa chúng ta xem lại bàn thắng của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và rót bóng vào có điểm rơi tốt đến từ Sao Paulo. Và xử lý sau đó của Đinh Thanh Trung cho thấy được đẳng cấp của cầu thủ từng có được danh hiệu quả bóng vàng của Việt Nam. Tiếp là những quả tạt sớm của các cầu thủ áo trắng. Sút xa. Như
Như vậy là cuối cùng thì Thành Tùng cũng phải làm việc vất vả. Sau khi được tung vào sân của Dương Quang Tuấn thì cho đến lúc này Thành Tùng mới phải làm việc vất vả để cản phá cú đá của Vĩ Hào. Cú sút từ khá xa của số 11, bóng đập đất, nhưng Thành Tùng vẫn có đủ phản xạ để đấm bóng ra. Trọng tài đã cắt còi. Ông đã có những nhắc nhở với Romario. Romario vẫn luôn như vậy, không ngại những tranh cãi với các trọng tài và khá tinh quái. Romario đang cần đến sự huấn luyện viên Quốc Tuấn đang cần đến sự tỏa sáng của Romario. Nguy hiểm. Và bóng đi ra ngoài. Người đã dâng cao là Oliver Ndiaye. Ndiaye là người đã di chuyển đến phía cột xa. Từ cự ly rất gần thì Oliver Ndiaye lại đánh đầu ra ngoài. Trước đó thì Thành Tùng đã phán đoán sai điểm rơi. Ở vòng đấu trước thì Oliver Ndiaye cũng có được bàn thắng với một tình huống dâng cao tương tự như tình huống vừa rồi. Trung hiếu Kizito. Vĩ Hảo. Tiến Linh không thực sự sẵn sàng để đón đường truyền của Vĩ Hảo. Nỗ lực là của Diallo. Và bây giờ là Đinh Thanh Trung. Đang chờ đồng đội có được vị trí. Đinh Thanh Trung. Cú sút không khó với Minh Toàn. Đinh Thanh Trung đã quyết định dứt điểm về phía góc gần. Đinh Thanh Trung. Đường chuyền cho Diallo. Mở bóng sang hành lang cánh phải. Bóng được treo vào trong. Trung hiếu Kizito lại đánh đầu pha bóng. Và xử lý tự tin của thủ thành Thanh Tùng. Bóng vẫn còn trong cuộc. Quyết liệt. Và cản phá quyết liệt của cầu thủ bên phía đội chủ nhà Vũ Viết Triều, là người vừa có một động thái phá bóng quyết liệt để ngăn cản các cầu thủ áo trắng có thể tiếp cận. Phút 72 rồi. Rất khó cho BKMX Bình Dương nếu họ cứ thi đấu như thế này. Lối chơi của cả một tập thể chưa được định hình. Và những cá nhân, những ngôi sao đắt giá thì cũng chưa thể để lại được những dấu ấn cá nhân. Bùi Văn Đức. Đinh Thanh Trung. Bộ đội Đinh Thanh Trung và Sao Paulo Pinto ngày hôm nay cho đến lúc này đang thi đấu quá ổn. Họ cung cấp đủ cơ hội cho mũi nhọn Diallo Abdoulaye. Chính Sao Paulo và Đinh Thanh Trung là những người đã kiến tạo để Diallo có được hai bàn thắng. Trọng tài đã thổi phạt Đoàn Tuấn Cảnh. Ở góc máy vừa rồi thì chúng ta thấy là huấn luyện viên Nguyễn Thanh Công đang có những trao đổi với Đặng Văn Trâm. Nhiều khả năng thì Đặng Văn Trâm sẽ được tung vào sân. Văn Trâm sẽ được tung vào sân để thay thế cho Nguyễn Trung Học. Với sự xuất hiện của Văn Trâm thì khả năng tranh chấp sẽ được gia tăng ở tuyến tiền vệ bên phía đội chủ nhà.
trọng tài không thổi phạt Trung Hiếu Kizito. Thêm một trận đấu nữa mà Bùi Văn Đức đã thể hiện được mình ở nơi hành lang cánh trái của các cầu thủ bên phía BKMX Bình Dương. Nếu cứ duy trì phong độ thi đấu như thế này thì Bùi Văn Đức hoàn toàn có thể sẽ nhận được sự quan tâm của huấn luyện viên Philippe Chuzier ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Quả tạt của Hải Quân. Ngọc Thắng là người đã đánh đầu pha bóng. Lỗi của cầu thủ áo đỏ. Văn Trầm là người đã phạm lỗi. Quả đá phạt cố định sẽ là những phương án có lẽ là cuối cùng rồi dành cho BKMX Bình Dương để tìm kiếm bàn thắng. Đưa bóng vào, bóng đã được phá ra. Người phá bóng đó là Diallo. Các cầu thủ áo đỏ dâng lên rất nhanh. Đó chính là Diallo. Giờ Paulo đang xâm nhập ở phía trong. Chuyền bóng cho giờ Paulo. Vẫn còn cơ hội ở phía sau. Văn Trâm đã đập vào người của cầu thủ áo trắng đi ra ngoài. Phòng ngự chắc chắn, phản công sắc bén. Đó là những gì có thể nói về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc này trong ngày họ tiếp đón BKMX Bình Dương. Diallo là người đã hỗ trợ cho hàng phòng ngự và chính anh băng lên ở hành lang cánh trái và trao lại cơ hội cho Đặng Văn Trầm. Ngày mà các cổ động viên của đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang được sống trong niềm vui. Họ vui vì lợi thế dẫn trước 2-0 mà các cầu thủ con cưng đang có được trên sân. Và vui vì cách mà các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công thể hiện. Đinh Thanh Trung. Vẫn còn sự bọc lót của Ngọc Thắng ở phía sau. Moses. Cầu thủ bên phía BKMX Bình Dương rơi vào vị trí viết vị. Ở những phút sắp tới thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ giảm tốc độ của trận đấu xuống. Cách biệt 2-0 đủ để cho họ có thể nghĩ về việc làm giảm đi nhịp độ của BKMX Bình Dương. Văn Đức ở hành lang cánh trái. Quả tạt được đưa ra một cách khá nhanh. Đinh Thanh Trung. Bên phía BKMX Bình Dương, huấn luyện viên Quốc Tuấn nhiều khả năng sẽ tạo thêm những sự thay đổi người. Đội bóng của ông cũng ở thế không còn gì để mất nữa rồi. 6 trận đấu đầu tiên họ có được 3 trận hòa và 3 trận đấu để thua, và đang đứng trước nguy cơ lớn đó
thể một trận đấu để thua nữa, đồng nghĩa với việc vẫn chưa có được một chiến thắng nào kể từ đầu mùa. Đây là những con số thống kê ở ngoài dự đoán của giới chuyên môn về một câu lạc bộ đang có nhiều sao số. Đình Thành Trung cố gắng đưa bóng lên thật nhanh cho Diallo, nhưng bóng đi thiếu chính xác. Vicamex Bình Dương có thêm hai sự thay đổi người. Trọng Huy và Đặng Thanh Hoàng là những cầu thủ được tung vào sân bên phía đội khách. Tuấn Cảnh và Moses Oloya là những người rời sân. Vicamex Bình Dương đã có 3 sự thay đổi người. Trận đấu cũng đã trôi về quãng 10 phút cuối trong quãng thời gian thi đấu chính thức, và không dễ cho huấn luyện viên Quốc Tuấn và các học trò vào lúc này. Họ đang phải đối đầu với một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi tốt trong trận đấu này. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn có cả điểm tựa sân nhà nữa. Trung Hiếu Kizito, Tiến Linh. Đoàn Hải Quân. Cột tạt ở tầm thấp, không dễ để có thể khống chế được. Có lẽ là đã đến lúc rồi mà huấn luyện viên Quốc Tuấn phải nghĩ đến việc đưa ra một phương án nào đó để có thể khai thác tốt được Tiến Linh và Rimario. Thậm chí giới chuyên môn nhiều người còn nhận định là nên bỏ một trong hai và có những phương án xoay tua hợp lý. Tiến Linh và Rimario đều là những chân sút hàng đầu tại V-League trong những năm qua. Đó là điều mà ai cũng thấy được. Nhưng vào lúc này thì Tiến Linh chưa có được bàn thắng nào cả. Còn Rimario cho đến lúc này đã im hơi lặng tiếng gần 3 vòng đấu rồi. Rimario rất cố gắng xoay trở. Trung Hiếu Kizito. Bóng được mở sang cánh trái cho Đoàn Hải Quân. Và đập nhả tốt. Nhưng sau cùng thì cầu thủ áo trắng đã không thể trả bóng được cho Tiến Linh. Đinh Thanh Trung. Bóng đến chân của Sơn Paulo. Thanh Tùng. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đồng Anh Tỷ là người bị phạm lỗi. Vật công phạm lỗi với Tống Anh Tỷ. Và phạm lỗi từ xa khôn ngoan đến từ Trần Văn Công. Nếu để cho Tống Anh Tỷ bứt quả thì sẽ là một khoảng trống lớn ở phía trước của Tống Anh Tỷ. Trung Hiếu Kizito. Thanh Hoàng. Thanh Hoàng đã không thể vượt qua được Bùi Văn Đức. Như vậy là kể từ đầu mùa thì Bùi Văn Đức đã có được 4 lần kiến tạo để các đồng đội ghi bàn. Diallo phải trở hay để vượt qua hai cầu thủ áo trắng. Không kịp. Xuân Hùng rất cố gắng. Anh nhận được tràng pháo tay động viên đến từ các cổ động viên có mặt trên khán đài B của sân vận động Hà Tĩnh.
về chân của Xuân Hùng. Và che chắn tốt để mở bóng của Thanh Trung. Lên bóng dành cho đội chủ nhà. Sút xa! Và BKMX Bình Dương đã sụp đổ trên sân vận động Hà Tĩnh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có thêm bàn thắng. Văn Công đã nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Và vẫn là một bàn thắng chung kịch bản. Với bàn thắng thứ hai, bóng được luân chuyển nhanh, hợp lý. Các vị trí đều đưa ra những quyết định từ chuyền bóng cho đến dứt điểm có được sự chính xác cao. Văn Công bứt xuống nhanh, có được khoảng trống và một cú sút chéo góc được đưa ra. Một cú sút chéo góc của Văn Công và thật khó để Minh Toàn có thể cản phá được. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đưa ra một lời tuyên bố về sẽ chơi tất tay trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ thì họ đang có được một lợi thế quá lớn ở phút 85, 3-0 rồi. Một trận đấu mang tới những sự sảng khoái cho các cổ động viên đến với sân vận động Hà Tĩnh. Giang Clesio vẫn đang làm tốt ở việc theo kèm và vô hiệu hóa được Di Mario. Chúng ta đang có cảm giác tất cả các vị trí của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho đến lúc này của trận đấu đều đã chơi tốt. Di Mario. Cảm giác ấy cũng đến một phần vì việc BKMX Bình Dương đang chơi quá tệ. Để thua trận đấu này thì BKMX Bình Dương sẽ càng lún sâu trên bảng xếp hạng của Night World V-League 1 2023. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ có những sự thay đổi người tiếp theo. Xuân Toàn và đặc biệt là Đào Tấn Lộc sẽ được tung vào sân. Đinh Thành Trung đã trao lại chiếc băng đội trưởng cho Giờ Paulo. Chính Đinh Thạch Trung và Giờ Paulo là người đã mang đến bàn thắng thứ hai cho Diallo. Đinh Thạch Trung và Xuân Hùng là những người sẽ nhường lại vị trí cho Xuân Toàn và Tấn Lộc. Cũng là một ngày gặp lại cảm xúc của Đào Tấn Lộc, người đã chia tay BKMX Bình Dương trong những ồn ào và đến với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Giờ thì anh đã được huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sử dụng. Bùi Văn Đức phối hợp với Giơ Paulo, quá người đơn giản nhưng hiệu quả. Tuy nhiên ở nhịp cuối thì Giơ Paulo đã đẩy bóng quá dài. Sau khi Night World V-League 1 2023 bước vào quãng nghỉ thứ hai để nhường chỗ cho SEA Games 32 và đội tuyển U22 Việt Nam, thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có trận đấu ở vòng đấu thứ 8 đến làm khách trước người hàng xóm câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đó cũng sẽ là một trận đấu hứa hẹn hấp dẫn. Còn Bình Dương sẽ có thêm một chuyến làm khách nữa, hứa hẹn đầy khó khăn trước câu lạc bộ Khánh Hòa. Gương mặt không thể vui vẻ nổi của Tiến Linh, người cùng với câu lạc bộ của anh đang chịu nhiều áp lực. Tiến Linh chưa có bàn thắng nào cả và câu lạc bộ của anh thì đang đứng trước nguy cơ phải nhận trận thua thứ tư liên tiếp ở mùa giải năm nay.
phút 89 rồi. Chủ yếu Kizito. Giờ Paulo đang chơi một trận đấu quá hay. Anh chính là người quan trọng nhất trong đội hình của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc này, với những đóng góp cả trên mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp được dành cho các cầu thủ bên phía đội khách BKMX Bình Dương. Vĩ Hảo là người đang đứng trước bóng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Vĩ Hảo là người thực hiện quả đá phạt. Tiến Linh sút bóng. Bóng đã nằm gọn trong cái ôm của thủ thành Thanh Tùng. Không việc gì phải vội cả. Trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ. Trung Hiếu Kizito. Chuyển không tốt của Trung Hiếu Kizito. Văn Trâm. Bùi Văn Đức. Và điều bóng tốt cho Văn Trâm. Đường chuyền hay Diallo. Diallo đã không thể vượt qua được Thanh Hoàng. Trọng tài đã thổi phạt Ngọc Thắng. Có bất cứ một sự liên kết nào ở quãng sau của hiệp thi đấu thứ hai này trên mặt trận tấn công của các cầu thủ BKMX Bình Dương. Thành Tùng có được sự tự tin trong tình huống bắt bóng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội có được chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa, là chiến thắng thứ hai của họ. Hai trận đấu trong mùa giải trước, trước BKMX Bình Dương thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được một chiến thắng và một trận hòa, và họ đang có nhiều khả năng rồi, phải khẳng định rồi là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ duy trì được thành tích ấn tượng trước câu lạc bộ BKMX Bình Dương kéo dài sang mùa giải 2023 này. Phút cuối trong quãng thời gian bù giờ. Quả tạt đưa bóng đi quá sâu. Tạp vừa rồi là của Đoàn Hải Quân. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được chiến thắng ấn tượng 3-0 trước BKMX Bình Dương, qua đó có được 9 điểm cho đến lúc này, và họ đã tiến lên tiệm cận với nửa trên của bảng xếp hạng Night World V-League 1 2023. Và tương phản thì BKMX Bình Dương càng lún sâu ở nhóm cuối
Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong những trận đấu tại Night World V-League 1 2023. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau hơn một tháng nữa với những diễn biến tiếp theo của giải đấu hạng cao nhất tại Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là một chiến thắng cực kỳ quan trọng để chúng ta thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng. Chiến thắng cực kỳ thuyết phục và những bàn thắng cực kỳ đẹp mắt. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.